Lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng. Miếng thịt gớt quá lụm, nó làm như bán trộm. Lần đầu tiên mà mình thấy cái càng cua nó to như vậy luôn các bạn. Mình đã kiếm rất là cực để mua được những cái càng này. Càng này á, mình mua ở chợ Bình Điền á, giá là 700.000, có 10 cái càng. Bây giờ thì mình sẽ rửa sạch xong rồi đem đi hấp để mình nấu bánh canh cua nha. Mình sẽ hấp trong vòng 20 phút thôi à. Mình sẽ sử dụng các loại củ để cho nước nó ngọt hơn. Thêm nữa thì có tôm khô mình rang lên cho nó dậy mùi. Hành tây thì mình sẽ nướng, mình nướng trực tiếp trên bếp ga bọc giấy bạc như vậy luôn. Và cũng có thêm giò heo để nồi nước dùng ngọt hơn. Chuẩn sơ rồi, bây giờ mình bắt đầu nấu nồi nước lèo nha. Tôm khô, hành nướng, cà gót, củ cải trắng, củ sắn mình cho vô để nấu một lượt luôn. Hầm một chút thì mình sẽ cho vô đây là đường phèn, hạt nêm, bột ngọt. Mình có cho thêm vô một chút gốc ngò thì nó rất là thơm luôn đó cả nhà. Có bọt thì mình cũng sẽ rớt bọt nha. Giò mềm rồi thì bây giờ mình sẽ lọc cái nước lại để cho nước nó trong hơn. Tiếp theo thì mình sẽ cho dầu màu điều vô. Muốn cái màu nó đậm hơn một chút thì mình sẽ cho màu gạch tôm vô luôn. Một chút nước mắm, mình cho huyết heo nữa. Mình đang đào hành tím để làm hành phi. Mình còn gấp nên mình chỉ phơi được dưới quạt chứ không kịp phơi nắng. Đợi dầu nóng thiệt nóng rồi để hành vô. Đến khi nào thấy cái màu ngái vàng là được rồi, chắc ai cũng biết làm. Mình lấy một chút mỡ hành đó bỏ vô nồi nước sôi, rồi cho bánh canh vô để trụng sơ. Muốn nồi bánh canh sình sệt như ngoài tiệm thì phải có chút bột năng mà để vừa vừa thôi nha. Nhiều quá thì nó sẽ cứng luôn cả nhà. Nước hơi sôi thì mình cho nấm gơm rồi bột năng vừa cho vừa quậy lên. Tiếp theo thì mình cho bánh canh vô luôn, là tới khi nước sôi là vừa rồi. Nước súp đó nó sẽ rút vô cái bánh canh ngon hơn. Tôm mình đã luộc sơ, mình ngâm qua nước đá cho nó sốc nhiệt. Rồi mình trụm qua nước lèo để cho nó nóng lại. Bây giờ thì mình bán bánh canh nha. Múc bánh canh ra nè, cho huyết, giò heo, tôm, cua, nước súp vô. Wow, cũng giống ngoài tiệm quá chứ. Hy vọng là cái vị nó cũng sẽ ngon giống như ngoài tiệm. Mình cho thật nhiều hành, thật nhiều ngò và thật nhiều tiêu. À, đây là cách mà mình nấu bánh canh cua. Mình cũng không biết là đúng hay là có sai sót gì không nữa. Mong cả nhà có biết nấu bánh canh cua thì chỉ cho con với nha. Xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Thần Mập Food của hai vợ chồng Mập nha. Hôm nay hai đứa sẽ đãi cả nhà ăn bánh canh cua. Bánh canh cua đang rất là hot. Tô bánh canh mắc nhất Sài Gòn nên hai đứa muốn ở nhà nấu thử xem nó như thế nào. Tô bánh canh này cũng là 700.000 nha cả nhà, mà 700.000 tiền càng cua nha. Còn mấy cái lặt vặt là chưa tính nha cả nhà, mà nói chung thí dụ như 700.000 hai đứa sẽ là 1.400.000, mà cái này thì chắc nó sẽ ngợi hơn á, tại vì tới cả chục cái càng, mà cái càng nào càng nấy mới lớn vậy đó. Giới thiệu với cả nhà, đây là càng cua này gọi là càng cua cồ á cả nhà. Cồ hả? Kinh có càng size, có size lớn, size nhỏ, nhưng mà mình mua size cồ 700kg á cả nhà. Tại vì hai đứa không được khéo léo nên là lấy ra không được đẹp nên là để nguyên cái luôn. Thôi bây giờ lấy ra luôn đi, lấy ra trước thì hả ăn, đúng không? Cho nó hấp dẫn, lấy ra. Đây, anh bóp em gỡ nha. Ok. Nhưng mà cái này phải đập á anh. Đập thử mà. Nên em đập trước cho anh coi. Cái này giống như ấy đập đá cung lôn nữa ha. Này cả nhà,
Wow. À. Chết rồi. Sao? Nó dính rồi. Cua này ấy lắm mấy ngày, cua tươi lắm cả nhà, ngon lắm á. Tại vì hấp á cả nhà, để ra ngoài lạnh lâu quá. Nè. Ồ, sao tự nhiên lên đây gỡ giống như là Ờ, hay vậy. giống như là cái gì ta? À, có ông tổ YouTube á, hộ độ hay sao? Nghe nó hộ độ. Sao nghe ấy quá ha. Nhưng mà cái càng mà nó nguyên dạng á, mà mình làm nó nát á, mình thấy Ừ, sao á. ổn lắm á. Nè nha, đã chê chưa? Có khiếu rồi đã, có khiếu ra bán bánh canh cua rồi. Nghe cả nhà sẽ thắc mắc là tại sao hai đứa bay sao không đập ở dưới đi mà lên đây hai bài đập, và cả nhà biết sao không? Sợ đập ở dưới nó bị nát hết trơn, nó không còn cái càng hấp dẫn cả nhà, thiệt sự luôn á. Thôi mình không khéo tay Cứ gọi rồi luôn. dễ ngang rồi thấy không cả nhà, đó lỡ dưới đập dày rồi sao có cái càng nguyên để mà lên quay, lên lên đây đập, hai đứa thống nhất là lên đây đập. Còn ai á mà thích xem khúc này cho vui á thì xem cái nhà, còn nếu mà không thích xem khúc này cho vui thì xả qua nha. Con cô vậy cái càng gì mà nó biết Nếu như mà ngọt. nó tươi lắm nha cả nhà. Nếu như mà không tươi là nó sẽ dính vô cái gì nè, cái vỏ cua á. Nè cả nhà, Nhưng mà cái này nó xuất cả hết, tại vì nó quá trời bự. Mình bóp không ra. mà nhỏ tới lớn á anh mới thấy cái càng bự gì luôn á, chỉ thấy Ờ. cái càng cua cua gì nè, ủa con tôm Alaska nó bự thôi chứ chưa bao giờ thấy con cua nào mà cái càng bự vậy luôn. Càng này là mình mua Ở đâu 700 ngàn một ký á cả nhà. mua, ở đâu cái chim? À, mình để ngay cái mít mình đập. Càng này mình mua cho bình điền á cả nhà. Đặt người ta ship qua. Nhưng mà người ta cũng có bán không có gì nè, không có vỏ, người ta lấy ra sẵn cho mình á, mà tại mình sợ không tươi. Đó thì chắc nó mắc hơn đúng không? Mắc hơn nhiều á. 1.400.000 hay 1.300.000 gì nửa ký á. Rồi vậy tới tính ra tính ra 3 triệu một ký Ừ. nè cả nhà. Ôi trời, ăn cái thiệt chứ. Thích thèm gì đó. Thôi cái này cắn là gãy răng thiệt chứ không phải chuyện giỡn đâu. Cứng lắm. Cả nhà thông cảm nha cả nhà. Video này hơi ồn nha cả nhà. Thôi ăn đi Em bây giờ lộn nè. rồi chứ mà. Ăn mà đập hoài. thôi em nghĩ là anh mở ra hết thì có gì anh cắt. Yeah, mình đã làm được rồi cả nhà ơi. Xin chúc mừng. Còn nữa không? Nè, đập sẵn nó vậy ngồi dít già là quất à. Đây nè. Ủa, này rồi luôn rồi. Ồ, cái càng gì mà bự, bự chà bá ná luôn. Nãy giờ thì hai đứa nó đã chặt giật xong rồi đó cả nhà. Hai đứa đã cắt ra xong rồi, bây giờ mời cả nhà cùng thưởng thức với hai đứa nha. Đây là bánh canh nè cả nhà, trong bánh canh thì có tôm nè, giò heo nè, huyết nè, bánh canh nấm gơm. Đặc biệt là Mập có một cái càng cua, hồi nãy bé Kim gỡ cho Mập nè, còn bé Kim không có. Bây giờ bé Kim lấy cái càng cua đi. Rồi không có bánh nổi như cả nhà, tại vì bánh nổi mà mua kiếm nó không biết ở đâu bán hết trơn. Còn cái chỗ mà mình biết á thì người ta bán một lần 1 kg lận, không phải nặng hết, sợ bỏ uổng nên là không mua cả nhà. Mà cái nhà ăn cái mập với cái kem không? Ừ, nó cũng sền sệt ha, nó cũng ngon chứ bộ. Chấm với muối hải sản nè, hoặc là nước mắm. Bây giờ thấy ăn cái càng đi, cho nó hấp dẫn nè. Nè nhà
Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Nhiều. Chấm này ăn đi. Lên thiên đàng. Ngon cả nhà. Cái càng cua gì mà thơm mùi cua. Cho cái muỗng nè. Cái này nó to quá nó cũng bất tiện. Tại vì cái vỏ của nó quá trời cứng luôn. Mình không mẹ hả, không thể nào bẻ ở dưới ra được luôn á. Mình thường bẻ vậy nè, là nó ra nè. Mình bẻ vậy nó không ra. Xin phép cả nhà mình ăn đũa ngọt. Sao đây? Sao cho nó ra đây? Đây. Ủa sao anh không lấy cái này nè? Miếng thịt rớt quá lụm mới làm như bán trộm. Đó. Ngon quá luôn á. Lần đầu tiên Kim đợi thấy cái gàng cua mà nó to như vậy cả nhà. Ăn kiện cua rồi bây giờ sẽ ăn một miếng bánh canh. Công nhận rớt một miếng thịt như rớt tiền nha trời. Cả nhà biết không, 700 ngàn là 10 cái càng. Là cái 70 á, là mình mới ăn 70 ngàn rồi đó. Hình như ở đây là 7-8 cái. Mẹ ăn một cái, bánh mì ăn một cái. Hồi nãy là mẹ ơi, một cái càng 70 ngàn. Mẹ đang ăn 70 ngàn. Cái mẹ nói là tao nghe cái tao muốn hết muốn ăn. Nó quên bằng ớt nhiều quá. Ở đây có bánh thêm nữa cả nhà. Cái này chắc là thấy mặt hưởng đúng không? Nó bánh canh thì mấy Kim thấy cũng khá là đơn giản nha. Có chừng hơn nửa ngày hả cả nhà. Nên là nếu như mà có ý định mua về ăn thử coi nó có bằng với giá 700 ngàn không thì mình nghĩ là nên ra đó ăn còn ngon hơn cái nhỉ. Bây giờ bé Kim phải dọn một đống chiến trường ở đẳng nữa. Xuất sắc cái giò heo. Nói cho đúng là có phanh giò heo. Nó mềm. Sao bé Kim? Hương vị sao? Ngon, cũng khá đấy. Cái này là bé Kim nấu rồi cả nhà. Nên ngon là điều tất nhiên rồi. Đối với mập nha. Còn cái cách nấu thì mập thấy là giống 99% luôn á cả nhà. Chỉ có thiếu bánh nổi thôi. Bánh nổi thì nãy mập có nói à. Với lại bé Kim mới nói là mua không mua được. Với lại thiếu gì phải không? Thiếu cái mùi khét khét. Khét có khi nào là... Cái này khét nè, có bột á.
mấy lúc anh ăn lần cuối rồi. Có hành phi, có hành lá. Trời, bánh canh ngọt lắm chứ nha. Có nấm dừa. Bởi vì bánh canh á, thả vô nồi nấu á. Toàn chọn cái càng luôn á. Ghê thiệt. Công nhận người bán lấy được cái càng nha, cũng là một nghệ thuật đó nha. Hết trơn thịt luôn. Ghê thiệt. Tôi mới quốc 70 ngàn rồi đó. Nói hoài đây á. Mà không biết càng cua khi mà người ta bán, người ta lấy ra nguyên cái càng, người ta sẽ lấy làm sao như thế nào. Nhưng mà đối với bún cá hoặc là ấy đó, cái bún nước lèo á, người ta lấy thịt cá lóc hoặc là người ta lấy thịt cá rô á, người ta sẽ để cho trong nước, người ta ngâm trong nước ở nhà, người ta lấy nó sẽ không bị gớt, không bị bở, không bị bể ra. Thật sự luôn á. Ước gì được lấy ra được nguyên cái càng. Bóp mẹ nè. Nè, ăn này không? Muốn điều ước thành sự thật không? Ăn đi. Ủa anh không ăn chanh hả? Anh không ăn chanh hả? Không. Bánh canh thì nó đã nguội rồi cả nhà. Vậy tụi em múc ra trước á, chứ tụi ăn còn ăn mắm nè. Ăn bánh không? Nữa đi, miếng đi. Ăn không? Không, em ăn chưa hết. Hả? Không ăn đi. Thôi vậy anh chờ em miếng. Chợ miếng nha. Ngon.
ngon dữ rồi trời. Giò heo nó mềm nữa nha. Rồi nó thêm cái nữa à. Nó thấm cái nước mà nước lèo của cái bánh canh nè. Thơm lắm. Lúc mà mới nấu á, cái anh Mập hỏi là có làm được không, có vàng được vậy không, có sọt được vậy không, không được thì đi mua. Hồi nãy bé Kim á, ngồi bé Kim lấy cái thịt cua cả nhà, nó bị bể cái Mập ngăn cản, nhưng thôi là không có cái càng cua nguyên để mà quay luôn á. Mình lấy không có khéo bằng ta. Mẹ mình á không có chịu ăn cái nước bánh canh á cả nhà. Sợ nó sệt sệt á. Mẹ chi hồi nãy anh ngồi đóng hàng nghe mẹ nói thôi đừng có làm sệt sệt, đừng để bột vô cho tao. Đúng vụ gì có nhiều người không thích cái đó lắm á. Ăn cua ngọt có thêm giò heo béo luôn cả nhà. Nè bác Kim, cái thịt nè bác chế bùi chét luôn. Cái cơ của em á. Sao? Nãy em đổ tiêu vô á. Cay. Cay vô. Với lại nó chén nước mắm á. Coi chừng á. Ăn ở nhà thì cực con cái là phải gỡ ở nhà. Nhưng mà em thích ăn ở nhà hơn hay là sao? Thích mua. Nói chung là ở nhà nấu thì nó sẽ chắc chắn là nó sẽ sạch rồi. Nhưng mà nấu ở nhà thì tốn tiền hơn là ăn ngoài tiệm cả nhà. Còn anh thì anh thích mua về hơn là ngồi ăn ở quán. Đối với bánh canh này nha, tại vì anh sợ lắm. Nó sợ gì không? Gì? Biết thôi. Cái quá cái gì. Mình bóp tiền cua mà nó bị bể thịt á,
cảm thấy nó khó chịu lắm á nha. Giống như cái gì mà nó nguyên vẹn á mà mình làm dở nó. Ăn đi. Cảm ơn trời đã cho tôi một bà vợ thiệt là tử tế. Quá xuất sắc cả nhà. Nó tuốt ra một cái thịt nó vô miệng một cái ha. Thứ gì mà chưa nói. Nè. Rồi không ăn đi gỡ hoài hả? Cái đó cũng bị bể rồi nè. Nè, cái này nguyên nè, ăn đi. Ăn đi để tôi ăn mình tôi ái nái. Nó ngọt mà nó thơm. Ăn nữa có sức đóng hàng. Hôm nay đơn hàng của Mập á, gấp 4 lần ngày thường. Không biết sao tự nhiên tăng đột biến như vậy. Nhờ cả nhà ủng hộ chứ sao. Người ta nói ví von cũng hay á cả nhà. Người ta nói là phụ nữ yêu bằng tay á, là lỗ tai á cả nhà. Là nói ngọt rồi này kia là mấy bà sẽ bị mềm lòng á, rồi mấy bà sẽ dễ ấy thuyết phục mấy bà hơn cái nhà. Còn đàn ông thì yêu bằng mắt và yêu bằng cái bụng. Nói với Mập thì đôi khi Mập cũng yêu bằng mắt và đôi khi mà cái mà yêu bằng cái bụng thì nhiều hơn cái nhà. Bởi vậy bà mới mua chuột Mập. Hồi trước mỗi lần mà giận đó chứ nha, là mình sẽ nấu cái gì đó cho Mập ăn, rồi rủ anh xuống ăn là anh hết giận. Còn bây giờ không có đâu cả nhà. Bây giờ mà Mập nhịn đói là bà order về, bà ăn gấp đôi. Nè cái này là ấy hết rồi nè. Hết ra đó chứ Mập, ăn đi. Ăn đi, thôi. Không ăn. Không. Công nhận ăn cái cua này nè, nó nhiều cái cung bậc cảm xúc thì chứ. Giống như là khi mà mình lấy ra được hết cái thịt cua á, là mình thấy cảm giác nó đã lắm rồi. Khi ăn thịt vô thì cái đó không nói nha, mà thấy cảm giác mà lấy ra được hết cái thịt của con cua, của cái càng á, là cảm giác nó giống như là nó sướng lắm cả nhà. Biết sao của em màu mà quỳ đó. Dạ. Em nhảy ngồi nhảy hướng mới lạnh. Ăn cái chèn đó đi bác Kim. Không. Cái gì vậy? Tiêu hả? Ừ. Hèn chi nãy giờ hít hà hoài luôn á. Hiện tại thì có ba vợ Mập ở đây nữa đây cả nhà. Nhưng mà ba vợ Mập không có phá ăn hải sản. Mua về cái gì cũng không ăn hết trơn. Ba vợ Mập chỉ thích một món thôi. Cái gì? Mắm chân. Với lại gì nữa không? Cà phê.
cho miếng nước đi. Uống vô anh đã. Ăn giỏi quá. Ăn nhiều giỏi ghê á. Nói chứ là ông mập gấp đôi mình, mà ông làm việc gấp mấy lần mình, thì ông phải ăn nhiều. Đúng không cả nhà? Mà thêm thức đêm nữa. Nhưng mà thức đêm thì không bao giờ ăn nha cả nhà. Chỉ có ăn ban ngày thôi. Người ta thức đêm thì hay đói bụng, hay ăn đêm, bởi vậy mới mập á. Còn mấy người mà người ta thức đêm nhưng mà người ta không ăn thì lại ốm á. Ngon. Còn mập á là một cái tiếp người là thức đêm mà không ăn mà cũng mập, tại vì á ăn hấp thụ vô hết trơn rồi. Người dễ hấp thụ á. Kiểu người mà giờ hít thở cũng mập với cả nhà. Đúng rồi đó. Còn cái giò heo quất luôn á. Ăn đi. Thấy mập á, ăn thì cũng sợ mà ở nhà ai có đồ ăn ngon cũng nhường cho ảnh nha. Nhất là mẹ cả nhà. Bây giờ mập á nha. Còn mày gột mập thì cũng vậy. Hồi đó mình nấu á, không biết làm sao để cho cái nước nó dạng cả nhà. Giờ làm sao? Giờ người ta chỉ là để màu tôm vậy. Hôm bữa cũng có nấu bún riêu cũng có mấy chị chỉ như vậy nè. Cái lúc mà để vô cái tự nhiên nó vàng lên. Cái nói là sợ quá chắc á. Cái mẹ nói kệ đi mẹ ơi. Lâu lâu mới ăn mà. Hồi đó thì để màu đều, cái nó bị nổ màng màng trên á. Ừ, chứ nó không dạng dưới như là ở tiệm á. Trời ơi, cái khăn lao bàn chứ lao miệng. Đó là một chuyện. Ừ, giống nít quá. Mà nổ khăn này lao bàn hả? Lao miệng. Thank you. Trời ơi. Cả nhà ơi, thì hai đứa cũng đã ăn sạch bắp như mỗi lần rồi. Hai đứa xin kết thúc video tại đây như cả nhà. Nếu nhà, cả nhà có yêu mến hai đứa thì cho cả nhà cho hai đứa xin một like, một bình luận, một chia sẻ kênh. Một chia sẻ và một đăng ký kênh. Và hai đứa sẽ hẹn gặp nhà vào video mới vào 6 hoặc 7 giờ tối ngày mai nha nhà. Còn bây giờ thì bye bye, bye, bye. Hẹn gặp lại.